Chào các em, để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 đối với phần môn địa lý, chúng ta sẽ ôn tập một số nội dung sau. Đặc điểm vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ, đặc điểm địa hình, ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế, đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. Về hình thức gồm có hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận. Phần trắc nghiệm cô sẽ in và phát đề cương, còn phần tự luận các em sẽ ôn tập một số nội dung sau. So sánh sự khác nhau giữa địa hình của vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc. Ở trong các bài học trước thì chúng ta đã tìm hiểu về hai khu vực đồi núi này rồi. Thì để xác định được thì chúng ta sẽ căn cứ vào sông Hồng. Vùng núi Đông Bắc sẽ nằm ở tả ngạn sông Hồng. Còn vùng núi Tây Bắc sẽ nằm từ hữu ngạn sông Hồng cho đến sông Cả. Ở vùng núi Tây Bắc sẽ có các dãy núi như là dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Pu Đen Đinh, dãy Pu Sam Sao. Các dãy núi này chủ yếu chạy theo hướng Tây Bắc đến Đông Nam. Trong khi ở khu vực Đông Bắc thì có bốn dãy núi lớn chạy theo hướng vòng cung, đó là cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn và cánh cung Đông Triều. Về dạng địa hình, vùng núi Tây Bắc chủ yếu là địa hình đồi núi cao, các cao nguyên và sơn nguyên đá vôi. Vùng núi Đông Bắc chủ yếu là đồi núi thấp. Nội dung tiếp theo, so sánh đặc điểm địa hình của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Về vị trí, đồng bằng sông Hồng nằm ở hạ lưu của sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Mekong. Về diện tích, đồng bằng sông Hồng có diện tích khoảng 15.000 km2, còn đồng bằng sông Cửu Long thì có diện tích khoảng 40.000 km2. Ở đồng bằng sông Hồng thì có hệ thống đê ngăn lũ, trong khi đồng bằng sông Cửu Long thì không có hệ thống đê ngăn lũ. Vì có hệ thống đê ngăn lũ nên đồng bằng sông Hồng không được phù sa bồi đắp tự nhiên, còn đồng bằng sông Cửu Long thì còn được phù sa bồi đắp tự nhiên. Về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên khoáng sản nước ta khá phong phú và đa dạng. Nước ta đã xác định được trên 5.000 mỏ và điểm quặng của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau. Nước ta cũng có đủ các nhóm khoáng sản, đó là khoáng sản năng lượng, khoáng sản kim loại và khoáng sản phi kim loại. Về phân bố, khoáng sản nước ta phân bố tương đối rộng khắp ở trong cả nước. Các khoáng sản có trữ lượng lớn phân bố tập trung ở một số khu vực như là tiềm lục địa phía Nam thì có dầu mỏ, khí tự nhiên. Ở khu vực Đông Bắc có than đá, đồng bằng sông Hồng có than nâu, xuyên hải Nam Trung Bộ thì có titan, Tây Nguyên có bauxit và các loại khoáng sản khác. Biện pháp để sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản ở nước ta. Các em nêu một số biện pháp như sau. Thực hiện nghiêm luật khoáng sản của Việt Nam, quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, sử dụng khoáng sản tiết kiệm, sử dụng công nghệ khai thác tiên tiến, tăng cường nghiên cứu, sử dụng các nguồn vật liệu thay thế. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn một số nội dung để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 đối với phân môn địa lý. Chúc các em ôn tập hiệu quả, làm bài đạt kết quả cao.